Bệnh viện công giáo cuối cùng trong cả nước Eritrea bị đóng cửa. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, bệnh viện công giáo cuối cùng ở Eritrea đã bị đóng cửa. Các nữ tu điều hành bệnh viện Zeyer đã bị buộc phải rời khỏi bệnh viện ngay lập tức và bị ngăn không cho lấy đi những thiết bị. Cửa bệnh viện bị niêm phong. Bệnh viện đã cung cấp các dịch vụ thai sản và hỗ trợ y tế đa khoa cho làng Zeyer, cách thủ đô Asmara khoảng 30 cây số. Trong những tuần gần đây, 22 bệnh viện và phòng khám công giáo đã bị đóng cửa. Một số nhà quan sát đọc thấy làn sóng tịch thu này một phản ứng của chế độ Isaias Afewerki. Trước sự chỉ trích của giáo hội đối với chính phủ, trong những thư mục vụ, các giám mục công giáo đã kêu gọi cải cách chính trị sâu sắc ở đất nước mà hiện tại không có hiến pháp và chưa bao giờ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp. Chính phủ đã đáp lại rằng việc đóng cửa là phù hợp với các quy tắc được đưa ra năm 1995. Điều này hạn chế hoạt động của các tổ chức tôn giáo, từ trường học đến các dự án nông nghiệp, từ bệnh viện đến việc hỗ trợ người già. Thứ Năm ngày 4 tháng 7, một nhóm nữ tu khác điều hành một cơ sở y tế ở phía nam đất nước cũng bị yêu cầu rời khỏi nơi cư trú. Một sơ đã diễn tả sự đau lòng. Hành động này làm tổn thương đến cá nhân nhiều người hơn là các tổ chức tôn giáo.